vắng nhà phần 2. Hôm nay Mimi được ở nhà một mình bởi vì mẹ có việc phải đi siêu thị một lát và 5 giờ chiều mẹ mới về. Yeah! Vậy là Mimi sẽ được tự do làm những gì mình muốn. Thích qua đi các bạn ơi! Yeah! Và Mimi đã quyết định gọi bạn Mia qua chơi cùng. Hai người chơi chung với nhau thì sẽ thích hơn là chơi một mình đấy các bạn. Nếu mà có một nhóm bạn thì chúng ta nên rủ tụ tập lại và chơi đùa với nhau cho vui. Mimi sẽ rủ bạn Mia vào bếp kiếm gì đó ăn thôi nào. À, đây chính là những chiếc bánh hamburger mà mẹ đã chuẩn bị trước cho tụi mình đấy. Mimi ơi, mình muốn ăn khoai tây chiên cơ. Ừ, bạn ăn đi Mia, nhưng mà khoai tây chiên thì phải ăn chung với tương tà cơ. Cái bánh này mẹ chuẩn bị ngon quá đi. Thích quá. Ăn khoai tây chiên với tương tà thật là ngon đấy. Cực kỳ ngon luôn. Thật không Mia? Vậy mình cũng muốn ăn thử. Cho mình một ít nào. Ôi, chết rồi. Cũng vui chứ. Tại vì hai đứa mình cùng bị tương tà bắn lên áo kìa. Mình sẽ uống một ít sữa Mimi ạ. Còn mình sẽ uống nước. Còn chú gấu Teddy nữa kìa.
Mẹ mình cũng sắp về rồi và cần phải dọn dẹp hết nhà cửa như lúc ban đầu. Các bạn ơi, cùng Mimi dọn dẹp nhà cửa nha. Còn phòng bếp nữa, mình cũng cần dọn sạch phòng bếp. Chúng ta bắt đầu công việc thôi. Mình sẽ dựng lại chai tương tà để về vị trí cũ. À, cái ly nữa kìa, cái ly đã rơi xuống đất. Mimi sẽ nhặt. Video của mình đến đây.